Xin chào mọi người, là Lan Minh Quyên Japan đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái Oribe của SMBC nhé. Tại vì mình thấy là hiện tại bây giờ cũng nhiều bạn nào hỏi mình về cái này. Cái này thì nó mới được cho ra đời từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Và thật sự là mình có tìm hiểu cái này cũng rất là nhiều giờ, thế nhưng là nó vẫn còn hơi mơ hồ một chút đấy. Thì mình sẽ nói về những cái mà mình đã tìm hiểu được cho các bạn về cái Oribe này nhé. Còn nếu mà có phần nào mà nó còn thiếu sót ấy, thì các bạn nếu mà biết thì các bạn có thể comment xuống phía dưới video giúp mình nhé, để mình hoàn thiện hơn về cái phần Oribe này. Cái này là của bên SMBC, người ta mới cho ra đời một cái dịch vụ, đó là Oribe Account, cái tài khoản Oribe. Thì cái này ngày xưa ấy, khi mà các bạn có cái tài khoản của SMBC, ngân hàng của SMBC đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ có một cái thẻ riêng như thế này, nên là trong này là cái tài khoản của SMBC và thêm nữa là cái số mã số debit đấy. Hoặc là nếu mà các bạn có thêm cái thẻ credit của SMBC đấy, đây là hai những cái này nhá. Thêm nữa là nếu mà bạn nào mà có điểm mà các bạn muốn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ có một cái app đó là Vpoint ấy, thì các bạn sẽ sử dụng qua đó này đấy. Tuy nhiên là hiện tại bây giờ ấy, khi mà người ta cho ra đời cái Oribe thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái này trong một cái thẻ thôi nhá, đó là cái thẻ như thế này. Đây nó sẽ là một trong những cái thẻ của Oribe đây. Đây là mình đã đăng ký. Cái trường hợp mà các bạn đã có cái tài khoản ngân hàng này rồi thì các bạn có thể là đăng ký là chuyển sang cái Oribe này. Còn trường hợp mà các bạn chưa có tài khoản ngân hàng của SMBC mà tại bây giờ mà các bạn đăng ký ấy, thì các bạn bắt buộc là phải đăng ký cho người ta cái loại này nhá, cái loại Oribe này nhá. Không thể đăng ký riêng như ngày xưa nữa rồi. Bây giờ người ta chuyển hết từ ngày 1 tháng 3 2023 thì người ta đã chuyển hết sang rồi. Còn trường hợp mà các bạn không muốn đăng ký chuyển sang cái Oribe này thì các bạn có thể để nguyên sử dụng hai cái này cũng được, không cần phải chuyển sang. Đấy. Trước khi mà các bạn muốn chuyển sang ấy, thì mình khuyên là các bạn nên xem ở phía sau giúp mình trong cái phần ưu điểm cũng như là nhược điểm của cái Oribe này nhé. Đấy, tại vì mình thấy là cái nhược điểm của nó cũng khá là nhiều. Thế nếu mà các bạn thấy nó không cần thiết ấy, thì các bạn có thể để nguyên các bạn sử dụng cái này cũng được và không cần phải chuyển sang cái này cho mình. Thế bây giờ mình sẽ nói cụ thể về cái Oribe này nhé. Đấy, có nghĩa là cái Oribe này ấy, trong cái thẻ Oribe này, tài khoản Oribe này thì nó quản lý tất cả những cái mà liên quan đến cái phần thẻ ngân hàng là một này đó, hoặc là những cái thanh toán liên quan đến bảo hiểm này, hoặc là chứng khoán SBI này đấy. Hoặc là trong cái này nhá thì nó sẽ có bao gồm 4 chức năng đấy, trong cái thẻ này này bao gồm 4 chức năng. Trong cái app thì nữa thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là cái app của nó. Trong đó thì nó sẽ có một là tài khoản ngân hàng nhá, hai là thẻ credit này, 3 là chức năng debit và 4 là chức năng điểm. Như ngày xưa thì người ta sẽ phân ra và bây giờ thì người ta sẽ gộp vào một cái này nhá. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem trường hợp mà mình đăng ký cái Oribe này thì nó sẽ có như thế nào. Bây giờ mình sẽ vào trong cái app của SMBC cho các bạn xem. Mình sau khi mình giới thiệu cái này thì mình sẽ nói về ưu điểm cũng như nhược điểm của cái Oribe này nhá. Đây là cái app của mình này. Ngày xưa thì mình có, hôm trước thì mình có đổi sang cái Oribe này rồi. Và đây, đây là cái app của nó nhá. Thì trong này nó là cái app của mình này. Và tất cả những cái đầu tiên ở trên này thì nó sẽ có tài khoản này, thông tin tài khoản của mình này. Và cái thứ hai, trong này có phần credit mua độ này, nghĩa là mình đang để cái chế độ mình thanh toán bằng thẻ credit ấy. Thì trong này các bạn có thể chuyển từ thẻ credit sang debit. Đây, trong này nó có cả phần debit nữa này. Đấy, mình có thể chuyển sang thì tí nữa mình sẽ nói ở phía đằng sau nhé. Và thêm nữa là cả cái Vpoint ở trong này luôn ấy, mình sẽ quản lý được 4 cái chức năng ở trong một cái app này thôi nhé. Đấy, đó là cái phần Oribe thế này. Ngày trước thì các bạn sẽ phải vào trong cái tài khoản ngân hàng của bạn thì vẫn sử dụng cái app này, còn cái tài khoản credit thì các bạn sẽ phải sử dụng cho mình app Vpass. Bây giờ nếu mà các bạn chuyển sang thì các bạn chỉ cần sử dụng cho mình một cái app này thôi là các bạn có thể quản lý được hết này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần ưu điểm cũng như là cái nhược điểm của cái tài khoản Oribe này để cho các bạn cùng theo dõi nhé. Về cái ưu điểm đầu tiên của cái chức năng Oribe này thì là các bạn có thể chọn được một trong bốn những cái ưu đãi ở phía sau đây nhé. Bây giờ mình sẽ nhấn vào trong cái phần này cho các bạn xem cái ưu đãi của người ta này. Các bạn có thể chọn một trong bốn cái ưu đãi này. Đợi người ta load đã nhé. Ở trong kéo xuống dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình, đầu tiên là mình đang tích đây nhá. Bây giờ là mình sẽ chọn cái ưu đãi này và đến tháng sau nó sẽ chuyển sang nhá. Mình sẽ chuyển sang, ví dụ như là ở trong này người ta có ghi là các bạn sẽ được miễn phí rút tiền trên Combini. Combini nào cũng được nhá, Seven này hay là Famini hay là Norton, miễn phí 2 lần trên 1 tháng nhá, nếu mà phân tích vào đây nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn tích vào cái phần bên phải này này, bên phải thứ hai này này, xóa nó đi đã.
tích vào cái phần bên phải cái thứ hai này. Thì tháng sau của các bạn ấy, các bạn ngoài cái số điểm được hoàn thì các bạn sẽ được cộng thêm 1% nữa nhé. Còn nếu mà cái ở dưới này đấy, các bạn nếu mà các bạn nhận lương thì tích vào đây, mà các bạn nhận lương qua cái tài khoản ngân hàng của SMBC này thì các bạn sẽ được nhận 200 point tương đương với 200 yên ấy. Và cái cuối cùng ở đây, trong cái phần cuối cùng này, các bạn nhấn vào cái phần dưới cùng này nhá. Thì trường hợp này là nếu mà các bạn nhấn vào đây ấy, trong cái thời điểm mà các bạn nhấn vào ấy, thì nếu mà tài khoản ngân hàng của các bạn mà còn số dư trên 1 man thì các bạn sẽ nhận được 100 point như thế nhá. Thế bây giờ thì mình sẽ nhấn vào một cái này, mình tích vào đây. Tháng sau, hiện tại bây giờ nó chỉ còn một lần thôi, mình không biết hiện tại sao nữa, một lần hay là hai lần nữa. Đấy, các bạn nhấn vào cái phần này này, và các bạn nhấn vào cái phần Henko này thì đến tháng sau thì các bạn sẽ được rút tiền bất cứ lúc nào cũng được, một lần miễn phí nhá. Đấy, các bạn lưu ý là cái tài khoản SMBC ấy, thì ngày 25/26 hàng tháng các bạn là rút tiền ở ngoài Komini thì nó sẽ được miễn phí nhá. Nhưng mà đây, Henko Shimashita. Đấy, để nhận được miễn phí. Đây là tháng 5 nhá, chuyển sang tháng 5. Sau tháng sau mình rút tiền ở cây ATM ở ngoài Komini sẽ được một lần miễn phí thôi. Nó ghi hai lần nhưng mình cũng không hiểu lắm đâu, chắc là còn một lần nữa. Đó là cái ưu điểm đầu tiên của cái Oribự này nhá. Còn đến cái ưu điểm thứ hai là các bạn nếu mà các bạn sử dụng cái Oribự này ở những cái cửa hàng chỉ định cho người ta thì các bạn có thể nhận được tối đa là 10% điểm hoàn nhá. Như là các bạn là mua ở ngoài Combini này, 7-Eleven này, hay Lawson hay là Family, hoặc là ở ngoài McDonald's này, hay là ở ngoài Gasuto, Sukiya gì đấy. Những cái cửa hàng chỉ định của người ta thì các bạn có thể sử dụng và nhận được cái điểm hoàn lên đến là 10%. Đó là cái ưu điểm thứ hai. Và cái ưu điểm thứ ba, cái này thì tùy vào cái thời điểm mà các bạn đã đăng ký ấy. Tại vì hiện tại bây giờ người ta mới cho ra đời ấy, người ta vẫn đang có cái chương trình khuyến mại. Đó là mỗi tháng các bạn sẽ được 3 lần chuyển tiền cho ngân hàng khác mà không mất phí nhá. Nên là mình nhấn vào đây này, tại vì mình đăng ký là cái lúc mà người ta mới ra đời ấy, nên trong cái phần này người ta có ghi là ưu đãi của mình chuyển tiền cho ngân hàng khác. Các bạn tùy vào thời điểm mà các bạn đăng ký nhá. Hiện tại bây giờ người ta đang có chương trình khuyến mại là cho ra đời của cái tài khoản Oribự này, người ta đang có chương trình khuyến mại là mỗi tháng các bạn sẽ được miễn phí 3 lần chuyển cho ngân hàng khác nhá. Còn ngân hàng, nếu các bạn là chuyển cùng ngân hàng, cái này là chuyển qua internet banking ấy, nếu các bạn chuyển cùng ngân hàng thì nó sẽ miễn phí rồi. Còn nếu mà các bạn chuyển qua ngân hàng khác thì mỗi tháng các bạn sẽ được miễn phí là 3 lần nhá. Đó là ba cái ưu điểm của cái tài khoản Oribự này. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái nhược điểm của cái Oribự này nhá. Cái đầu tiên là trong cái Oribự này nó sẽ có cái credit. Và cái thẻ credit đó ấy, thì các bạn chỉ có thể sử dụng duy nhất được cái tài khoản ngân hàng SMBC để các bạn thanh toán tiền thôi nhá. Thế các bạn không thể chọn được Zalo hoặc những ngân hàng khác. Và cái đến cái nhược điểm thứ hai là cái này nó chỉ có duy nhất là của Visa thôi. Thế nào không có JCB hay là Mastercard hay là American Express nhá. Các bạn chỉ có thể đăng ký được của Visa này thôi này. Đó là cái nhược điểm thứ hai. Và cái nhược điểm thứ ba là mình thấy cái này nó khá là lòng ngoằng. Đấy, các bạn nếu mà các bạn muốn chuyển từ chế độ thẻ credit mà sang chế độ debit ấy, thì các bạn phải vào trong app để các bạn chuyển nhá. Đấy, ví dụ bây giờ nhé, ví dụ như bây giờ mình muốn chuyển từ chế độ credit sang debit thì bây giờ mình sẽ phải vào trong cái app này. Thì mỗi lần sử dụng mình phải vào trong này mình thay đổi ấy, nó khá là lằng ngoằng. Mở app cũng khá là lâu nhá. Đây là mình đang ở cái chế độ credit độ, mua độ này. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây. Đây mình đang ở cái chỗ màu xanh này đây nhá. Thì mình đang sử dụng credit này. Các bạn muốn chuyển sang debit ấy, thì các bạn sẽ phải vuốt cái này trang cho mình. Đợi một chút này. Đây là mình đang sử dụng chế độ debit nhá. Còn nếu mà các bạn lại muốn chuyển về cái credit ấy, thì các bạn lại vuốt ra lại cho mình. Đây nó sẽ chuyển về credit thôi. Mà mình thấy này nó khá là lằng ngoằng ấy. Và cái nhược điểm thứ tư là trong này các bạn có thể sử dụng được ID thông qua cái phần của cái Oribự này. Tuy nhiên là khi mà các bạn sử dụng ID ấy thì nó sẽ tự động chuyển sang cái chế độ debit nhá. Chế độ debit có nghĩa là các bạn sẽ trừ trực tiếp vào trong cái tài khoản ngân hàng của SMBC. Tài khoản ngân hàng của các bạn mà không có tiền ấy thì các bạn không thể sử dụng được ID đâu nhá.
Cái nhược điểm thứ 5 đó là tùy vào thời điểm các bạn mua hàng, các bạn thanh toán ấy, thì có thể là phương thức thanh toán của nó sẽ bị thay đổi. Ví dụ như các bạn mua hàng vào ngày 1 tháng 5 này, các bạn sử dụng credit để các bạn thanh toán. Tuy nhiên là trong cái tháng năm đó, dù như ngày 20 các bạn lại chuyển sang cái chế độ debit, thì có thể là đến ngày 31 tháng 5 người ta chốt ấy, thì người ta sẽ chuyển cho các bạn sang thanh toán bằng thẻ debit nhé. Thì cái này là mình thấy nó cũng khá là phức tạp ấy, khá là lòng quá. Và đến cái nhược điểm cuối cùng là cái này các bạn lưu ý nhé. Như cái thẻ của mình đây là mình đăng ký cái này ấy, thì cái phần phí hội viên, phí sử dụng của nó thì sẽ là miễn phí nhé. Cái thẻ này là cái thẻ thông thường. Còn nó có thêm một cái nữa là cái thẻ vàng và cái thẻ bạch kim nữa. Đấy, trường hợp mà các bạn đăng ký cái tài khoản Oribự này mà các bạn đăng ký cái phần thẻ vàng hoặc cái thẻ bạch kim ấy, mà nếu mà SMBC người ta không cấp cho các bạn cái thẻ credit thì các bạn vẫn bị mất phí nhé. Vẫn bị mất phí hàng năm ấy. Cái thẻ này thì không nói nhé, cái thẻ này của nó là miễn phí hoàn toàn rồi. Các bạn đăng ký không được thì cũng sẽ không bị mất phí. Còn nếu mà các bạn đăng ký thẻ vàng ấy mà không được, dù không được thì vẫn bị mất là 5,5 một năm. Còn thẻ bạch kim thì sẽ là 3,3 một năm nhé. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Trong lúc các bạn đăng ký thì các bạn nên đăng ký cho mình cái thông thường này thôi. Bạn sử dụng thì không bị mất phí gì nhé. Và đó là những cái nhược điểm của cái tài khoản Oribự. Rồi, và trên đây thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái tài khoản Oribự của SMBC. Cái này ở bên SMBC người ta cũng mới cho ra đời cái này thôi. Và sau khi mà mình tìm hiểu và cũng như là mình vừa có quay video này ấy, thì thực ra là mình cũng vẫn chưa hiểu kỹ lắm về cái này đâu. Tại vì nó khá là lằng ngoằng ấy. Nếu mà các bạn không tự tin thì các bạn có thể để nguyên cái tài khoản cũ để các bạn sử dụng nhé. Còn những bạn nào mà đã đăng ký cái tài khoản SMBC mới ấy, người ta bắt buộc các bạn đăng ký cái Oribự này thì các bạn bắt buộc phải sử dụng thôi. Và các bạn có thể theo dõi những video khác liên quan đến Oribự này hoặc liên quan đến tài khoản SMBC để sử dụng giúp mình nhé. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.